tổ hợp phi rùa hội bạn thân quy tụ toàn mỹ nhân V-Beat của Lin Li. Mới đây, mỹ nhân chuyển giới đình đám của V-Beat, Lin Li có màn hội ngộ với hội chị em và bất ngờ đánh úp dân tình bằng khung ảnh toàn nhan sắc cực phẩm lúc giữa đêm. Theo đó, trên trang cá nhân tối ngày 22 tháng 11, Lin Li đăng tải khoảnh khắc tụ họp với hội bạn thân Jun Vũ, Trầm Ngô, Linh Ca và Đính kèm dòng trạng thái: chị em lâu ngày không gặp. Dù đây chỉ là khoảnh khắc đời thường, những người đẹp chỉ chọn trang phục đơn giản nhưng người xem không khỏi mãn nhãn trước nhan sắc của dàn mỹ nhân. Dân tình không ngừng suýt xoa trước nhan sắc gây sốt của hội bạn thân đình đám này. Sau công khai chuyển giới năm ngoái, Lin Li đã quyết định sang Thái Lan để cắt ít hầu. Trong suốt 2 năm qua, cô tiến hành tất cả các cuộc phẫu thuật cần thiết, tiêm hormone để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Có thể thấy, nhan sắc Lin Li ngày càng thăng hạng và được nhiều fan khen ngợi hết lời. Nữ ca sĩ ưu ái chọn cho mình những bộ váy diêm dúa, đính hoa, thắt nơ, xếp bèo hay những bộ đầm có đường cắt xẻ. Với quyết định chuyển giới hoàn toàn, bên cạnh và chia sẻ từ phía hội chị em và cả những bạn fan của mình, nữ ca sĩ cũng phải đối diện với nhiều lời phỉ báng và chê trách từ phía rất nhiều cư dân mạng. Tuy nhiên, không vì vậy mà Lin Li càng ngày càng khẳng định vẻ đẹp của mình, tự tin và thẳng thắn hơn đối mặt với nhiều điều còn đợi phía trước.